xin giới thiệu kỹ thuật chống đuối nước mới rất đơn giản. Đó là kỹ thuật ngụp sinh tồn. Đây là kỹ thuật cho phép ta nghỉ giải lao ở ngay trong nước. Theo thống kê của tất cả các nước, hầu hết người chết đuối là người đã biết bơi. Tại sao người biết bơi vẫn chết đuối? Vì bơi phải sử dụng lực toàn thân, tốn rất nhiều sức. Nếu phải bơi lâu, không có phương tiện hỗ trợ, lại không biết cách dưỡng sức, sẽ chết vì kiệt sức. Người ta phải dành hàng trăm giờ luyện tập mới có thể ở trong nước liên tục được vài chục phút. Rất ít người có thể ở trong nước được hàng giờ. Biết bơi là điều kiện cần nhưng chưa đủ để an toàn trong môi trường nước. Muốn an toàn hơn trong nước, hãy tập ngụp sinh tồn để biết cách nghỉ giải lao ngay trong nước. Đây là một kỹ thuật rất đơn giản và nhẹ nhàng. Dù bơi chưa giỏi, bạn chỉ cần dành 10 giờ học nghiêm túc là đã có thể ở trong nước được liên tục hàng giờ. Bạn sẽ biết cách nghỉ giải lao ngay trong nước để lấy sức bơi tiếp hoặc chờ được cứu hộ trong những tình huống hiểm nghèo. Cơ sở khoa học của ngụp sinh tồn. Ngụp sinh tồn dựa trên cơ sở khoa học về vật lý, giải phẫu và sinh lý của con người. Thực ra, nước không đáng sợ như ta vẫn tưởng nếu ta hiểu hơn về nó và biết tận dụng sức mạnh của nó. Trong môi trường nước, cơ thể người ở tư thế gần như thẳng đứng vì nửa thân trên có nhiều khoang rỗng như cái phao treo cho hai chân thõng xuống. Khi rơi xuống nước, do trọng lực và quán tính, người ta sẽ bị thụt xuống. Đến một mức nào đó, lực đẩy Archimedes của nước sẽ đẩy ta trồi lên, rồi trọng lực lại khiến ta thụt xuống. Nếu ta không có cử động gì thì quá trình trồi lên thụt xuống lặp đi lặp lại nhiều lần với biên độ giảm dần rồi mất hẳn, dao động tắt dần. Cơ thể ta sẽ ở trạng thái cân bằng tĩnh. Trong nước ngọt, hầu hết mọi người, nếu phổi đầy hơi thì nước chỉ ngập đến trán, miệng chỉ cách mặt nước 10 đến 15 cm. Ở biển, nước mặn nâng người nổi thêm vài cm. Với khoảng cách và tư thế này, chỉ cần một tay vẫy nhẹ đã đủ nâng người nhô đầu lên khỏi mặt nước để lấy hơi trước khi lại chìm xuống nước. Khi rơi xuống nước, bạn hãy bình tĩnh chờ vài giây, nhất định nước sẽ đẩy bạn trồi lên. Khi nước bắt đầu đẩy bạn lên, hãy nghiêng bàn tay hoặc xỉa bàn tay chếch lên đến ngang mặt. Khi đỉnh đầu vừa trồi lên khỏi mặt nước, hãy ấn cẳng bàn tay úp sấp xuống nước. Lực nâng của tay cộng hưởng với lực đẩy lên của nước sẽ giúp ta nhô đầu lên khỏi mặt nước để lấy hơi từng nhịp, từng nhịp. Bằng cách ấn tay xuống nước từng nhịp mỗi khi nước đẩy người lên, ngụp sinh tồn biến dao động tắt dần thành dao động đều, giúp ta tồn tại rất lâu trong nước. Mỗi nhịp ngụp sinh tồn kéo dài khoảng từ 4 đến 5 giây, trong đó có khoảng 1 giây miệng ta ở trên mặt nước để lấy hơi. Như vậy, nhịp thở trong ngụp sinh tồn là vào khoảng từ 12 đến 15 nhịp một phút, tương đương với nhịp thở của người bình thường, rất hợp với sinh lý của con người. Mỗi nhịp ngụp có khoảng 1 giây để lấy hơi, có thừa dưỡng khí cho 3-4 giây nín thở trong nước. Mỗi nhịp ngụp chỉ mất 1 giây dùng sức ấn tay xuống nước để nâng người lên lấy hơi, rồi lại có 3-4 giây thả mình nghỉ ngơi thư giãn trong nước. Thời gian nghỉ nhiều gấp 3-4 lần thời gian hoạt động nhẹ nhàng, nên ngụp sinh tồn tốn rất ít sức. Ngụp sinh tồn nhô đầu lên cao để quan sát xung quanh, chọn hướng đến an toàn, dễ được phát hiện và cứu hộ. Ngụp sinh tồn dễ tập hơn, ít bị sặc nước hơn bơi ngửa, thực hiện được cả ở nơi có sóng to, không bơi ngửa được. Động tác rất nhẹ nhàng, chỉ cần tay, không cần chân. Hai chân chỉ cần khua nhẹ để giữ cho người ở tư thế đứng, vì vậy ít có nguy cơ bị chuột rút. Bơi được là ngụp sinh tồn được. Vì khi bơi, bạn phải làm hai việc. Một là duy trì thở, mất khoảng 20% sức lực. Hai là phải đẩy người di chuyển, mất khoảng 80% sức lực. Khi ngụp sinh tồn, bạn chỉ nhấp nhô tại chỗ, chỉ dành sức để duy trì thở, không dùng sức đẩy người di chuyển. Ngụp sinh tồn chỉ tốn sức bằng 1/5 khi bơi, tiết kiệm được tới 80% sức. Tất nhiên, ngụp sinh tồn sẽ ở trong nước được lâu hơn. Kỹ thuật ngụp sinh tồn. Kỹ thuật tay,
Ngục sinh tồn có 3 kiểu tay cơ bản. Kiểu 1, gấp cẳng bàn tay vuông góc với cánh tay. Khi nước đẩy người lên thì nghiêng bàn tay đưa lên ngang mặt. Khi đỉnh đầu vừa trồi lên khỏi mặt nước thì úp bàn tay ấn xuống, nâng người nhô đầu lên lấy hơi. Nghiêng bàn tay đưa lên, úp bàn tay ấn xuống. Nghiêng bàn tay đưa lên, úp bàn tay ấn xuống. Chỉ cần ấn cẳng bàn tay xuống ngang bụng là đủ để nâng người lên lấy hơi. Hãy giữ cẳng bàn tay ở tư thế này khi chìm xuống để cản nước cho người đỡ chìm sâu. Như vậy sẽ đỡ tốn sức khi ngoi lên. Kiểu 2, thu tay về trước ngực, lòng bàn tay hướng về phía trước. Khi nước đẩy người lên thì xỉa bàn tay lên ngang mặt. Khi đỉnh đầu vừa trồi lên khỏi mặt nước thì ấn tay xuống, nâng người nhô đầu lên lấy hơi. Thu tay, xỉa lên, ấn xuống. Thu tay, xỉa lên, ấn xuống. Thu tay, xỉa lên, ấn xuống. Giữ ngang tay khi chìm xuống. Kiểu 3, khi nước đẩy người lên thì chắp hai bàn tay đưa lên ngang mặt. Khi đỉnh đầu vừa trồi lên khỏi mặt nước thì úp tay ấn xuống, nâng người nhô đầu lên lấy hơi. Tương tự như bơi ếch đứng, nhấp nhô tại chỗ, có thể đạp chân phối hợp với tay. Người mới tập hoặc người có độ nổi kém nên bắt đầu với kiểu tay này. Kỹ thuật lấy hơi. Phổi càng nhiều hơi người càng nổi. Hầu hết mọi người nếu phổi đầy hơi, nước chỉ ngập đến trán. Nếu thở ra hết, người sẽ bị chìm sâu vài chục cm. Vì vậy, bạn phải luôn giữ hơi cho căng phổi, chỉ thở ra hít vào khoảng 1/5 lượng hơi đã hít vào căng phổi. Vì ngục sinh tồn tốn rất ít sức, nên chỉ cần thở nông như vậy là đủ. Thở ra hít vào, nín thở. Thở ra hít vào, nín thở. Thở ra hít vào, nín thở. Có 2 kiểu lấy hơi. Kiểu 1, nín thở trong nước. Nín thở suốt thời gian chìm trong nước. Khi miệng trồi lên khỏi mặt nước thì thở nhanh ra rồi hít nhanh vào bằng miệng. Hầu hết người tập chọn kiểu lấy hơi này. Kiểu 2, thở ra trong nước khi đang trồi lên. Thở nhanh ra khi đỉnh đầu bắt đầu trồi lên mặt nước và tay bắt đầu ấn xuống. Khi miệng trồi lên khỏi mặt nước thì hít nhanh vào bằng miệng rồi nín thở. Chỉ cần 10 giờ tập nghiêm túc, bạn đã có thể ở trong nước liên tục hàng giờ, biến nước thành bè bạn. Bạn sẽ không cần phải vật lộn với nước để mà tồn tại. Bạn sẽ bình tĩnh, tự tin thực hiện các kỹ thuật khác tốt hơn. Khả năng bơi của bạn tự khắc sẽ tiến bộ lên rõ rệt. Muốn an toàn hơn trong môi trường nước, hãy tập ngục sinh tồn ngay khi tập bơi. Nếu người nào cũng biết ngục sinh tồn thì chắc chắn số người biết bơi bị chết đuối sẽ giảm đi đáng kể. Mấy bạn nhỏ ở thành phố Uông Bí mới bơi được vài chục mét, chỉ sau vài buổi học ngục sinh tồn đã bơi chơi ngụp lặn trong nước được liên tục hơn một giờ, bơi tổng cộng được vài trăm mét. Ngục sinh tồn giúp bạn nghỉ giải lao ngay trong nước, lấy lại sức để bơi tiếp hoặc tồn tại thật lâu trong nước chờ được cứu hộ. Ngục sinh tồn cực kỳ hữu ích để thoát hiểm khi bị dòng nước cuốn hoặc bị trôi dạt trên biển. Nhô đầu lên tìm hướng đến, xoay lưng chếch khoảng 45 độ so với hướng dòng chảy, mặt quay về hướng cần đến. Nước sẽ đẩy chéo vào lưng, xô bạn về phía trước và dạt dần về hướng bạn lựa chọn. Biết ngục sinh tồn là bạn đã trang bị cho mình một chiếc phao cứu sinh, không một giây rời xa bạn. Hãy tập ngục sinh tồn, rồi bạn sẽ thấy thật nhẹ nhàng, thật dễ dàng. Chỉ có những người quá nhút nhát, quá yếu ớt, quá vụng về mới không thực hiện được kỹ thuật này. Chỉ có những người thiểu năng trí tuệ mới không nhận thấy lợi ích của kỹ thuật này. Đừng để chết vì thiếu hiểu biết. Hãy chung tay phòng chống đuối nước, thứ dịch không lây, nhưng năm nào cũng cướp đi sinh mạng nhiều ngàn người trên khắp thế giới. Nếu là người có tâm, bạn hãy chia sẻ video này. Mỗi lần chia sẻ là bạn sẽ ngăn được một vụ đuối nước sắp xảy ra trong tương lai.
bạn chỉ mất 1 phần 10 giây để làm điều đó. Xin cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Xin cảm ơn sự tử tế của bạn. Và chúc bạn luôn an toàn trong môi trường nước.